hôm nay, chúng ta sẽ lạc vào một không gian đặc biệt, nơi những đường nét chạm khắc đậm chất truyền thống trên một bộ khung nhà gỗ kẻ truyền truyền thống của Việt Nam. Dù ngôi nhà này chưa hoàn thiện, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều độc đáo trong video ngắn này. Mỗi chạm khắc trên bộ khung nhà gỗ này đều là những tác phẩm tinh xảo và đẹp mắt, thể hiện sự tâm huyết và ước muốn ươm mầm di sản Việt của những người thợ mộc. Họ hy vọng rằng qua công trình này, tình yêu và truyền thống uống nước nhớ nguồn sẽ được gìn giữ và lan tỏa. Ngôi nhà này không chỉ là nơi tưởng nhớ và thờ cúng ông bà tổ tiên, mà còn là một di sản quý giá cho đời sau. Nó khơi gợi trong chúng ta tình yêu và sự gìn giữ nghề mộc cổ truyền, đồng thời gợi mở niềm vui trong việc lan tỏa giá trị này. Họ không chỉ là những nghệ nhân tài ba, mà còn là những người gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Hãy cùng chúng tôi khám phá và khơi gợi niềm đam mê trong lòng bạn để chúng ta cùng nhau gìn giữ và lan tỏa di sản này.